số 10 mọi người chọn mấy nào? Đánh đi, đánh vào trong cái phần chat này giúp em nào. Giúp chị nào. Đánh vào đây này để tí nữa check xem là bạn nào sai câu nào thì check câu đấy. Cái câu nào mà không ai chọn thì là chắc chắn loại rồi thì không phải phân tích nữa. Câu nào mà kiểu mọi người vẫn chọn thì là mình sẽ phân tích cái câu đấy. 2 4 2 3 2 3 4. Còn các đỉ ngang ngang với lại Hương nào. Chào Sai chị rồi Thu. đấy. Các đồng chí sai gần hết rồi đấy. Nên là chúng ta dịch được. Cái bài này là gì mà khó không? Ở đây là gì? Có cái teki hoshiu này, nai teki hoshiu no setsume to shite honbun to atte được mono wa dore ka. Thì khi mà mình đọc cái câu số 1 này mình sẽ gạch vào hai từ. Thứ nhất là gai teki hoshiu và nai teki hoshiu, và mình sẽ để ý vào cái từ setsume nữa. Có nghĩa là nó sẽ giải thích về hai cái này. Và bây giờ mình xem tìm cái nội dung nào trong bài phù hợp với cái nội dung giải thích đấy đúng không? Bây giờ mình đọc nào. Bây giờ chị Hoàn đầu tiên nhé, mở màn giúp em nào. À, lương của chúng ta thì được chia làm hai loại là thu nhập bên ngoài và thu nhập bên trong. Đúng rồi ạ. Thù lao bên ngoài, thù lao bên trong, chính xác. Ở đây nó có, chỉ nhấn mạnh với mọi người là nó có cái từ níu này này, thì đằng sau nó có cái a đựng này này, gọi là ở trong cái nọ có cái kia thôi đúng không, cấu trúc ngữ pháp rồi ạ. Thù lao bên ngoài thì gồm có lương và những khoản thưởng khác, được Đúng gọi là không? các khoản tiền mà chúng ta có thể nhận được. Rồi thì ở đây chị dính thế thì là không có gì sai cả, nhưng mà nếu như mà là em thì em sẽ nhìn theo thứ tự ấy, thì em sẽ nhìn là tô hóa nhé, xem nhìn xuống cuối câu là mono đề á đự, nên cái câu này là câu danh từ nhá, có nghĩa là a là b, thì em sẽ dịch từ đấy dịch lại, xong là cái từ tối tạ ở đây này, thì em sẽ nhìn theo thứ tự như thế thì chị sẽ đỡ phải mất cái thời gian là chị dịch từng cụm, xong chị lại phải quay lại chị sắp xếp nó thành một câu chuẩn ấy đúng không. Thì em sẽ hay dịch, em sẽ hay nhìn theo cụm và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp luôn, chứ không đọc dấu ấn cuối. Em sẽ để là cái thù lao bên ngoài là cái mono, là cái số tiền mà mình nhận được với tư cách là một cái số tiền được gọi là đây là tiền thưởng đúng không, và cái tiền lương. Ở đây nó có cái sonomono này, cũng là một cái cấu trúc ngữ pháp này, có nghĩa là danh từ cộng với sonomono là để nhấn mạnh cho cái kyuyo đấy, thì là mình sẽ dịch là chính là tiền lương và cái tiền thù lao đúng không. Rồi tiếp ạ. Còn cái ngược ngược lại như vậy thì những cái thu nhập bên trong thì là những cái thu nhập là những cái khoản tiền mà nó không biểu hiện ở trong cái khoản tiền lương, mà Vâng. nó là những nó là những cái khoản tiền mà người ta gọi là thu nhập, khi thu nhập mà người ta cảm thấy thỏa mãn thông qua một cái công việc gì đó. Thông qua cái công việc đó, ê ra đây tự là cái mức thù lao thỏa mãn mà họ nhận được đúng Họ không? nhận được vâng. Nhưng mà, hoặc là chúng ta nhận được thông qua cái công việc đó, chính xác rồi. Cái từ soleni taiste chị dịch đúng rồi nhá, gọi là ngược lại với a thì nó có b. Cái từ nối này rất là hay dùng trong đọc hiểu, có nghĩa là đằng trước cái soleni taiste này là gọi là trái ngược với a thì có b đúng không, thì là nó bằng với shikashi đấy. Nên là nếu như trong trường hợp mà cái câu cái bài đọc của mình trong cái bài này thì nó không có cái gì cần phải nhấn mạnh cả, nhưng mà có một số các cái bài đọc người ta sẽ để cái từ nối này ở giữa bài để người ta nhấn mạnh là mặc dù là a nhưng mà b ấy, thì là mình biết được là cái b mới là cái chính, chứ còn cái a nó chỉ là cái phụ thôi đấy. Thì ở đây là ngược lại với cái thù lao bên ngoài thì là thù lao bên trong là cái tiền thù lao thỏa mãn mà chúng ta nhận được thông qua công việc đó mà không được thể hiện thông qua tiền lương, ví dụ như là Ví dụ như là cái khoản khoản như thế này. cái khoản tiền lương như thế này thì ra sao đúng không? Ở đây nhá, cái dạng bài này nó chính là cái dạng bài câu hỏi tu từ. Khi mà Như trong bài đọc, đúng rồi, trong một cái bài đọc mà tự nhiên mình thấy một cái câu hỏi tu từ này thì mình đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi tu từ đấy. Ví dụ như thường thường trong bài đọc thì nó sẽ là trả lời là yes or no. Có là vậy thì các bạn thì sao, vậy thì tôi thì thế nào, vậy thì cái này thì ra sao, xong là người ta sẽ đồng tình hoặc là người ta sẽ không đồng tình với cái ý đấy. Thì là với cái bài nào mà cứ có cái câu hỏi tu từ như thế này thì mình đi tìm cái ý là họ đang đồng tình, họ đang đồng tình hay họ đang phản đối, và họ đang giải thích như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem là cái tiền lương này nó như thế nào, rồi đọc nốt đoạn nữa thì mới ra câu 1 được. Nên là bạn gì Nga nào, Nga tiếp cho chị đi. Dạ vâng. Câu tiếp theo là câu ví dụ. Tiếp tục. Cái khoản lương đang nói đến cái khoản lương về nay nay teki hoshu thì như kiểu là cái cơ hội mà mình gặp gỡ những người bên ngoài thì người ta gọi là khoản lương, gặp DI là khoản lương, gọi là kyuyo là tiền lương gặp gỡ. Ok,
từ từ ok, tất cả những cái đấy nó chỉ là danh từ Anh thôi, danh từ thôi, danh từ thôi. Em phải tìm đến, em đọc đến tận lúc nào, đến lúc nào mà em thấy là em có ngữ pháp thì em hẵng hẵng dừng lại. Em biết là đề IQ nhưng em cứ để đấy đã, đúng không? được Lấy danh từ phát, em tìm không? danh từ Cái khác. gì Đến tận đâu? Đến tận cái gì? câu cuối cùng ạ? Đúng rồi, đến tận cái na độ này, đúng không? Thế thì em sẽ dịch từ cái cuối này dịch lại. Khi đi thi cũng thế, em không cần phải dịch từng, em nhìn từ đầu đến cuối nó rất là lâu. Em một phát em nhìn cái vào cái chính ở đây này thì là cuối cùng nó chính là đề a đự. Vậy câu này là câu danh từ, Danh từ vâng. đây, đây là đúng không? Là cái khoản tiền lương hạnh phúc Tiền a đự mà tố udesi, a đự tố udesi là gì? có thì sẽ vui. Đúng rồi, đây là cái khoản tiền lương mà nếu mà bạn có thì sẽ vui, đúng không? Và bên nữa cái đoạn trên đó là gì? Là cái khoản không mê si quá này, khoản kiểu tiền lương không tên ạ. Đúng rồi, những cái khoản tiền tệ nó không có tên cho những cái khoản tiền lương như là A, B, C, D, thì là mình chỉ cần nhìn vào DIQO này, rồi tiền lương gặp gỡ, tiền lương mài giũa kinh nghiệm, rồi tiền lương thông tin, rồi đấy thì cái đoạn đấy mình bỏ qua đi, không thì phải dịch nữa đâu, đúng không? Đấy, thì là mình chỉ cần nhìn vào đúng cái câu này thôi là mình đã hiểu được là à cái số tiền lương. Vậy nhưng mà chủ ngữ của mình ở đây là cái tiền lương này nó thuộc cái tiền lương gì nhỉ? Thuộc tiền lương gì đấy? Là nay Teki Đúng rồi, thấy chưa? Thì là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau. Vậy là ở đây nó có cái Sore ni tai ste đúng không? Cái đoạn đầu là Gai Teki Hoshiu rồi. Ngược lại với cái Gai Teki Hoshiu thì là Nai Teki Hoshiu. Xong bắt đầu nó ví dụ một loạt tất cả cái đống này đều là thuộc cái tiền lương thù lao bên trong. Được chưa? Thì là mình sẽ hiểu cái cấu trúc của bài là thù lao bên ngoài nó chỉ có mỗi một cái câu thế này thôi. Còn thù lao bên trong là nó một đống như này này. Đấy, một đống đấy và mình chỉ cần nhấn mạnh hai cái, đúng không? Là nó không có tên và nó cũng có thì sẽ vui, đúng không? Và nó là cái mức độ thỏa mãn. Đấy, gạch vào ba cái ý đấy là ok này. Rồi đến đây đã làm được chưa nhỉ? Câu 1 là đấy, đến đây hình như là đã làm được câu 1 rồi đấy. Câu câu tiếp nào, trong trường hợp của tôi là gì đấy? Chồng của tôi thì tôi chú ý về việc tăng cái tiền lương Naiteki hơn là cái thù lao Gaiteki. Đúng rồi, đấy. Thế bây giờ câu 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 số 1 tại câu số 1 đâu xem nào. 2 2 4 Tôi thứ một được gọi là một sao lại chọn hai ở đây nhỉ? Đâu tôi xem nào, bây giờ là phân tích nào, có một bạn, có hai bạn đều chọn hai rồi, đọc cái câu số 2 xem nào. Gai teki hoshiu wa shigoto no ha ba o hiroge deru no ni hichiyou na mono de ari, có nghĩa là gì? Thù lao bên ngoài là cái thù lao cần thiết để mà mở rộng cái phạm vi công việc, còn thù lao bên trong là cái số tiền mà nhận được giống như là cái tiền lương được đánh giá từ công ty, có sai phải không nhỉ? không? Có phải Đọc không? đúng rồi, mình chọn luôn cái này sai. Vâng, cái này Sai sai đúng rồi. không? Sai hoàn toàn rồi, tại vì nó đang nói về cái việc là mức độ thỏa mãn mà, đúng không? Mức độ thỏa mãn và nếu mà có thì vui này, rồi thế nọ thế kia đấy, đúng không? Nên là cái câu 2 này là sai rồi. Còn bạn nào chọn câu gì nữa không? Đấy thì là đoán của mình là 4 nhá. Bốn ạ. Đấy, thì là cái thù lao bên trong của mình ở đây là cần thiết để mà mình tiếp tục kéo dài cái công việc đấy. Đây này, cái đoạn mà kéo dài công việc nó nằm ở đâu nhỉ? Nhưng mà nói chung câu 2 là sai chắc chắn rồi. Bây giờ tiếp đi, cái đoạn cuối đi. À bạn nữa, bạn gì nhỉ? Bạn mới tên là gì nhỉ? Hương à? Hương có gì Là em tên nhỉ? Hương. Ừ. Tiếp đi em. Chỉ cần quả nhiên là đúng là thì cái từ này thì em quên mất từ vựng rồi. Đây là Cái đồ từ cuối yêu. cùng À đâu? Từ cuối cùng á. Đây, từ Bakuzen. cuối cùng Bakuzen. À, Gakuzen. Đây này, Gakuzen nhỉ? Đây này, Gakuzen. cái Choáng nào váng. là choáng váng. Ừ. Quả nhiên là nếu như mà chị kéo cái lên à rồi nếu như mà cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa thể nào mà quên được cái việc mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được cái việc mà tôi sốc vì nhận được cái việc mà đánh giá rất là thấp so với đồng nghiệp. Đúng rồi. Anh ấy cái lúc lại cái từ chị gạch đỏ ấy, tên là gì em lại quên mất, nó nghĩa là gặp cư Gakuzen. dân, gặp cư dân, Gakuzen. nghĩa của nó Là là bàng đấy. hoàng ấy, kiểu bàng hoàng với À, lại choáng à, váng ấy. cũng rất là bàng hoàng là vì lương cái bonus của cái bonus của đồng nghiệp thì hơn tôi mấy chục man lận. Ok. Ở đây nó có verb tạ có tố gá được. Ở đây là tôi đã từng bị như vậy nhé. Ở đây là miêu tả Sao kinh cũng nghiệm được mà, đúng không? Tôi đã ạ? từng rất là choáng váng vì ở đây nó là mố át tệ là có tới khoảng cách xa gá được. Xa gá được là một cụm, có là có cái khoảng cách giữa A và B. Vậy là gì? Có khoảng cách cái tiền Thế bonus với lại nhỉ? cái người cùng cấp của mình ấy trong cùng cái kỳ lương đấy là tăng à gì? Có cái mức độ chênh lệch là xa gá được.
là non-human, đúng không? Ừ, À, thật tiếp đến đúng là rồi. nó có cái từ là task cá ní, là trong trường hợp này nghĩa là gì em? Task cá Quả ní. nhiên là đúng là Đúng rồi, có là đồng tình nhá. Đồng tình, ừ, khi nào đúng mình là dùng task cá ní đó là đồng tình với cái ý ở trên. Quả đúng là. Đấy. À, tại vì bên bên trên thì là ông ấy đang nói là gì, là nếu có thì sẽ vui và tôi thì luôn luôn mong muốn đang tăng cái thù lao bên trong lên. Quả đúng là như vậy, đúng không? Tôi vẫn còn chưa quên và tôi đã từng có kinh nghiệm như thế. Rồi, thế nhưng dạ thế nhưng chủng ở đây cho em hỏi chủng ở đây phải là Kojin Tekina Manzoku á không chị? Bắt đầu từ không? Kojin Tekina Là mang tôi cửa cứ đặt tiếp, tại vì ở đây nó có ngữ pháp bên này, em cứ dịch đi, ở đây cho chị sửa cho, ở đây là nhìn thấy ngữ pháp là dạ mình biết. tuy nhiên dạ, tuy nhiên nếu như mà không, nó không ảnh hưởng, nó không, nó không đe dọa đến đến mức à nó không đến mức cái số tiền đó, nó không đến mức đe dọa đến cuộc sống, Ừ, thì đúng không? hoặc là không đến cũng không đến mức mà cái số tiền đấy tăng, không đến mức mà tăng đến mức có thể nhìn không nhìn thấy được, thì tôi nghĩ là tôi hiểu là cô gì thì mà cũng Ừ, tôi tôi hiểu nghĩ là cái là cá nhân sẽ, tôi hiểu là cái việc mà hài lòng của mỗi cá nhân sẽ cao, ừ, không biết đúng có rồi. hiểu kịp không? Nó kỳ vậy. Ở đây nó cái từ noho gá này, nó đi với cái từ taka ấy. Đúng chính xác em nói là cái từ Kojin Tekina này nó đi ở giữa để cho nó làm cho mình gọi là hoa mắt chóng mặt thôi. Được chưa? Thì là ở đây thực ra là phía sự hô gá takai thế thôi. Tôi hiểu rằng là cái mức độ thỏa mãn cá nhân nó sẽ cao hơn so với cái việc là cao hơn so với việc là hô gá takai ấy. Đúng không? Cái mức độ thỏa mãn cá nhân nó sẽ cao hơn so với gì? Cái so với cái việc là số tiền được tăng lên, cái Mình khoản không nhìn tiền thấy là được. được tăng lên Đúng rồi, so với cái mà việc là tăng số tiền mà mình có mà mê ní mì này. À không, từ từ, có nghĩa là từ từ. Có nghĩa là hô đá đây là cái số tiền lương của mình, cái là tăng cái số tiền lương mà mình không nhìn thấy ấy, thì cái mức độ thỏa mãn cá nhân của mình nó sẽ cao hơn so với cái việc là mình tăng số tiền lương thật. Ở đây nó có cái từ là wari đặt kireba. rồi đúng Đúng rõ rồi, ràng nếu mà nó một cách có là rõ ràng là cái này nó có nghĩa là rõ ràng là minh bạch, rạch ròi, rõ ràng. Đế mộ nai ở đây nó chính là đế họa nai bằng với lại phủ định thôi. Có nghĩa là nếu như mà cái số chủ ngữ thì nó vẫn là cái số tiền nhá, cái số tiền lương nhá, cái số tiền lương mà nó không làm sao đe dọa tới mức độ là hô độ, ở đây là mức độ đúng không, nó không phải là cái số tiền mà nó cao đến mức độ làm sao nó ảnh hưởng rồi đe dọa tới cái cuộc sống của mình, thì là wakatano de, thì là chúng ta sẽ biết được rằng là gì, chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái việc mà mình tăng cái số tiền lương mà không nhìn thấy bằng mắt thì nó sẽ mang lại cái kết quả về sự thỏa mãn mang tính cá nhân là nó sẽ cao hơn. Ok chưa? Nhìn chưa? Thì là cái hô gá takai mà, đúng không? Là cái việc mà tăng tiền lương mà không nhìn thấy bằng mắt thì là cái mức độ thỏa mãn nó sẽ cao hơn thôi. Ngoài ra, nốt câu nữa đi. Ngoài ra. Ngoài ra thì đối với cái việc mà duy trì công việc lâu dài á, thì tôi hiểu là nếu mà là tiền thưởng ở bên thù lao bên trong, thì nếu mà không nhận được cái thù lao bên trong thì dần dần sẽ trở nên chán Ở chán đây cái từ chan tổ đây là kiểu cái thù lao bên trong mà nó không có đầy đủ và trọn vẹn đấy, đúng không? Thì chán là mình sẽ chán. Ở đây nó có cái từ ní quá là gì Nga nhỉ? Hôm trước vừa hỏi Nga một lần thì phải. Nga. Ní quá là nhấn mạnh danh từ Ờ, thế đây là gì? Shizuke mạnh tên. việc, nhấn mạnh cái việc mà để tiếp tục công việc lâu dài á. Ờ, hôm trước nói rồi lại quên rồi. Động từ cộng ní quá là gì nhỉ? Có phải chị hỏi em không? Đúng chính xác chị bảo em luôn. Vẫn nhớ là chị nhớ không, em nhớ à? Danh từ mà cộng với ni quá là nhấn mạnh cho danh từ, là đối với trường hợp ABCD. Còn động từ thì là gì? Động Động từ từ. Động từ cộng ni quá là gì? Ồ, cái này N2, N3 đã phải biết rồi. Có ai biết không ạ? Rồi lần sau mọi người nhớ cái này cho em nhé. Nhìn thấy ní quá phát là nhìn thấy ní quá phát là phải để ý ngay luôn là cái trước nó là cái danh từ hay là động từ, thì cái này nó chính là để nhé. để duy trì
Đúng rồi, để tiếp tục duy trì cái duy cháu đây này, đây đúng không, để duy bạn nào vừa vào ấy, chờ tí nào. Ủa em vừa dịch là đềm á? Thế à, thế chị Chị nghe không bảo hiểu, bây giờ chị còn không phải là em không biết là gì nữa. à, thế à? Nhưng mà mọi người đang dịch là đềm mà. Thì là để đúng không, để tiếp tục duy trì cái công việc đấy lâu dài thì là làm sao, nếu như mà cái tiền lương thù lao bên trong mà nó không không được trọn vẹn thì là mình sẽ chán đúng không. Wakate kita là chúng ta sẽ biết được cái điều đó này rồi. Chị Hòa nào, chị Hòa ơi bật mic ạ. À, bật rồi, tớ đang nghĩ. Ở đây nó có da này, nhìn thấy da phát thì đi tìm cái gì nào. Một câu rất là dài, nhìn cho em từng dấu phẩy đi. Da là một này, vì có lần hôm trước em có nói một lần là trước dấu phẩy là danh từ thì đi tìm danh từ, trước dấu phẩy là động từ đi tìm động từ tương ứng, thì đây nó chính là danh từ nên Đây đi tìm này, để này thì là cái cái gì tiếp theo, cái danh từ tương ứng. đô đất cực Ghen đôi lứa cự đúng rồi, hoặc là xê chô cẳng nữa này xin chào cả. đúng không, xê chô cẳng tại vì nó ở trong ngoặc nữa nên là xê chô cẳng này nó là đồng đẳng với nó này. Xong lại nhìn thấy cái dấu phẩy tiếp theo nó có cái từ đế át tệ. Đế át tệ là gì này, đế át tệ là gì ạ? Đế át tệ thì nó bằng với đẹp, bằng với đế a đự. Vâng, trong văn viết thì nó là đế a đự thôi, còn đế át tệ là nó thêm cái từ t ở đây là dùng để nhấn mạnh với nguyên nhân kết quả nữa, chính là gì đó đúng không, nguyên nhân kết quả. Nhầm tiếp thì vậy là mình chính vì cái đó đúng không, chính về cái đó. Xong bắt đầu đọc tiếp đến ở đây nó có cái từ của N1 này, y càng tố mố shigatai. Y càng ở đây là cấu trúc ngữ pháp này, mono ni torawa đây sư ngữ nô quá này, vậy là cái chủ ngữ nó nằm ở đây, nô quá là chủ ngữ này. Tai sắc cử đế wa nai to kizui tạ nô đế a rự, vậy mình dịch từ cái chủ ngữ dịch về trước nào. Khi mà theo đuổi công việc thì chúng ta phải Cái từ theo đuổi là chị dịch cái từ nào? Shigoto tội onashi như À, cầu kỳ đó. ý em nói là mấy cái danh từ này nó chỉ là phụ thôi chị phải nhìn từ cái xương cá, thì chị phải nhìn cái xương sống trước. Thì là chị nhìn trong một câu là nó có ba thành phần chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ, thì chị dịch chủ ngữ trước. Chị đã xác định được cái nô oá này là chủ ngữ rồi thì chị dịch cái nô oá này là chủ ngữ, thì chị dịch từ cái nô oá này dịch lại này chị này. Đấy, thì là chị sẽ dịch là torawa đây được sugi no wa, có là cái việc gì ạ? Tô được là tô được là torawa đây là chuyển sang bị động ấy, cái từ tô được này rất là nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này có nghĩa là bị trói buộc, là bị bó buộc vào cái gì đấy á. Mono ní torawa đây được mono là bị bó buộc vào một cái thứ thứ gì ạ? Thứ cái gì, ga tai đây là khó, si ga tai là khó, y càng tố mố si ga, bạn nào biết ngữ pháp cái y càng tố mố si ga tai nào? Chính là phụ thuộc. Đúng rồi, phụ thuộc đấy. Nhưng mà có cái là gì, tố mố si ga tai nghĩa là gì? Y càng, cái từ y càng bản chất nó là phụ Khó thuộc là phụ rồi. thuộc à? Cả cái cụm đấy đúng không? Khó thì là phụ thuộc à? Ừ, đúng rồi. Si ga tai khó mà có thể phụ thuộc, có là nếu như mà mình quá, đúng không? Bạn nào dịch gì ạ? Dịch cả hội đồng xem nào. Nếu như Bên dưới này, cái đoạn này em chưa dịch này, cái đoạn này em chưa dịch tiếng Việt luôn. Có nghĩa là gì? Tôi nhận ra rằng đúng không? Nói chung nô quá đã, cũng là cái việc mà làm sao? Cái việc mà quá là phụ thuộc vào đánh giá của đúng rồi, và cái đánh giá của người khác này. khác, đánh giá của người khác. Thực ra cái đánh giá của người khác đấy nó chỉ là tối ưu thôi, nên là cái đoạn này mới là cái chính này đúng không, Năng lực của chỉ ra bản cái thân. đúng rồi. Nếu mà chúng ta có quá và phụ thuộc vào gì, vào những Vâng. cái thứ mà làm sao nó khó, làm sao mà ý nói cái đoạn này có là nó không phụ thuộc vào cái năng lực của mình mà nó chỉ là phụ thuộc vào những cái thứ ở bên ngoài ấy.
Đúng không? Ví dụ như là tối ưu. Ví dụ như là cái cảm giác làm sao? Cái cảm giác mà đánh giá từ người khác này, hay là cái cảm giác tạt xê cẳng khi mà đạt được một cái việc gì đó này, hoặc là cái nguồn động lực của cái công việc đó này, thì là gì? Tai xa cự, à tộc xa cự đếu ạ nai tốt khi duy tạ nổ đạt, là khi dư cự là tôi nhận ra rằng là cái đấy nó không phải là đối sách. Đếu ạ nai đây là danh từ, là phủ định của cái tại tộc xa cự đúng không? Vậy là A là B, A không phải là B, tôi nhận ra rằng là cái việc đấy không phải là cái đối sách gọi là ngon lành đấy, kiểu thế. Tổng tác cự đây là một cái đối sách tốt. Tôi nhận ra rằng cái việc mình quá phụ thuộc vào những cái thứ mà làm sao không phải là năng lực của Năng mình, ví lực dụ của là mình. đánh giá người khác, nguồn động lực của bên ngoài nọ kia, đúng không? Thì không phải là cái đối sách gọi là tuyệt vời. Nên là khi mà mình biết được thế rồi thì tất cả những cái đoạn shigoto onashi toge đự vậy gì gì đấy gì mình cũng có cần phải Bổ sung thôi. nó chỉ là bổ sung thôi, và mình cần nhìn cái xương cá chứ mà mình mất thời gian mình đi nhìn vào những cái râu ria, những cái con cá ròng này làm gì, đúng không ạ? Vâng ạ. Mất thời gian mà nó sẽ không hiệu quả. Mình cần để ý đến cái xương cá to thôi, ăn cá to chứ ăn cá bé làm gì đấy. Nên là mình sẽ dịch là từ cái nô oán này trở ngược lại như vậy, đúng không? Cái từ y càng tố mố shikata, mọi người về tra lại ngữ pháp cho em nhé, cái đấy nó là từ ngữ pháp của N1 đấy. Tiếp ạ. Hết rồi đúng không? Thì là cái câu số. À chưa, chưa hết. Rồi Donna chị dính nó không nữa. À, đến sĩ. Tú Tú nhỉ? dạ Tú đi dạ nhỉ? Hoàn hồn chưa thì có chị nào? dạ dạ Đôn ý đó đúng không chị? Đúng rồi, Donna Cái chữ mà gai hồ siêu nãy giờ mọi người dịch là gì chị, để em một cái biết. là tù lao bên trong và một cái tù lao bên ngoài, cái này là tù lao. À rồi 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 ok dạ rồi okay. Cho dù mà thù lao bên ngoài có gì ạ? Có cao tới mức nào đi nữa, nhưng mà thù lao bên trong, những công việc mà thù lao bên trong mà thấp thì cũng không có thể nào mà duy trì công việc Thì được được công lâu lao dài. lâu dài. Với lại cái gì mà Maru một, những cái đồng tiền ở đó thì cũng không có nghĩ Mixta này kiểu nghĩ như là là gì Mixta này kiểu như là không được hấp dẫn hay là à. không được. Cái từ mini sư cự này là vận vào người, nếu mà dịch theo nghĩa đen gọi là vận vào người, hay còn gọi là gì, ấm vào thân vào người, hay còn gọi là gì nữa, có là nó sẽ trang bị cho mình ấy, hoặc là mình sẽ có thể học được cái gì đấy ấy. Có là Cái cái này là không có lấy được nhiều tiền nữa đúng không chị? Em hiểu cái này không, có nghĩa là gì, cái số tiền mà mình nhận được từ đó thì là nhiều khả năng là nó sẽ không vận vào người mình được, có là nó không trở thành không kinh nghiệm, biết cho mình đúng không? Nó không giúp ích cho mình được. em hiểu rồi. Rồi ok. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà là những cái công việc thù lao bên ngoài, lộn, thù lao bên trong mà cao á, thì cũng có thể đó là sau này sẽ trở thành những cái thù lao to lớn, nhưng mà cái khả năng đó để mà đền, nhưng mà những cái khả năng như vậy mà có Cái này là dư bằng nghĩa, câu này dễ, em dư bằng nghĩa được là gì, dư giả dư đúng thừa. không phải từ dư giả có nghĩa là nhiều ấy, dư bằng nghĩa đấy là cái khả năng đấy có rất nhiều, đúng À, hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà nên nói cái khả năng đó có nhiều thì cũng được. Ví dụ như là và tôi thì đi với tề mố này. và tôi là Cái tiền này nó không quay lại thì chúng ta vẫn tiếp tục được. thì vô sao quá được, vô sao quá à, được. vô sao là gì, vô sao là vôi, Vô vôi là y, là tốt, là good. là tốt nữa, còn về vô sao quá à, rồi có nghĩa là Là được có tốt, thì có những cái điểm tốt, đúng rồi, danh từ mà, em hiểu có điểm tốt, có mặt tốt. không? À, tuy nhiên cho dù đó là có quay không quay trở về lại chăng nữa thì cũng có những cái điều tốt vẫn còn Để tiếp tục mà để mà tiếp đúng tục. rồi, để mà mình tiếp tục, được chưa? Và ở đây nó đang nói về cái gì, nói về cái công việc gì mình có thể tiếp tục được, chủ ngữ đây đúng không, Này thì Dạ. chính xác đúng không, là cái Ok. số, cái công việc, nếu mà là cái công việc mà nó có cái mức độ thù lao mà Bên bên trong trong cao, thì giả dụ Moshi Kastara nó đi với lại Kamo Serenai là một cụ, sao? giả dụ như là
có thể là nó sẽ làm sao, sẽ chuyển hóa bạn, cái từ này đọc là ba kê đự này đúng không, chuyển hóa thành cái mức thù lao rất là lớn trong tương lai, và cái khả năng đó là có rất là nhiều, dư vừng nia đự tố ít, có là có thể nói rằng là nó có rất là nhiều cái khả năng như vậy, cho dù là hoặc là cho dù nó có không quay trở lại thì là cũng sẽ có những cái điểm tốt để điểm 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 tốt để cho mình có thể, để cho mình có thể tiếp tục duy trì đúng không. Thì là đến đây thì là đã hoàn toàn chính xác là cái câu số 4 của cái câu 1 chưa, được chưa. Thì là mọi người nhớ đây này, khi khi mà trong bài, trong cái phần câu hỏi nhá, nó có cái từ là gai de kihoshi và nate kihoshi đúng không, thì là mình lại có cái câu hỏi là setsume, nên chắc chắn là nó phải tìm một cái câu nào tương ứng với gai de kihoshi và câu nào tương ứng với nate kihoshi. Thì trong cái bài này có một keyword đó là cái từ tố hóa, mọi người nhìn thấy ở trên nó có hai cái định nghĩa là naiteki tố hóa xong là gai teki tố hóa ấy. Xong là đây này, ví dụ như là gai teki hoshi thì nó đang định nghĩa là mono de aru này, là cái mà được nhận nó là tiền đúng không. Xong bắt đầu nó lại bằng cái gì, xong nó đưa ra một cái ví dụ là ông ấy bàng hoàng thế nọ thế kia khi mà thấy rằng là cái mức tiền lương tiền thưởng của cái bạn đồng nghiệp đấy nó tăng hơn mình bằng chục man đấy. Đấy thì nó bằng với cái ý đấy, là cái số tiền mà nhận bằng tiền 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 thưởng. Còn cái số tiền thù lao bên trong thì nó đang định nghĩa là những cái mà thù lao man dốc cự nó hồ siêu, là những cái mà mình thỏa mãn đúng không. Thì nó lại đưa ra cái ví dụ là gì, là mình sẽ có cái thù lao bên trong tốt thì là mình sẽ có thể tiếp tục lâu dài duy trì được cái đấy, nên là đáp án của mình nó mới là cái số 4 đấy, là nhận cái số tiền thù lao bên trong là tố hóa, là cái mà nhận được bằng tiền, hay được còn gọi là nhận được cái sự đánh giá của người khác. Giống như kiểu là cái ông đấy, cái bạn đồng nghiệp bạn được đánh giá cao nên là bạn ấy được lương cao hơn mình. Còn cái thù lao bên trong là cái mà mình để tiếp tục duy trì cái công việc đấy một cách lâu dài. Nên đáp án của mình là 4 rồi nhá. Đến đây là tiếp tục vừa đọc đến cái đoạn đấy lại đến cái câu số 2 nữa là gì? Là vậy là Soko de e ta okane to a được gà Soko to a nani o saste được cả. Là cái số tiền mà mình nhận được từ đó, là cái từ Soko đấy là từ đâu? Thế bây giờ mọi người nhìn cho em đi, cái trong câu gạch chân này của mình nó có cái Soko rồi sore gì kia thì chắc chắn mình phải đi tìm cái Soko rồi. Thế cái Soko ở đây là gì ạ? Chị không? Ở đây là gì? Đúng rồi, chúng rồi. Có là cái số tiền mà mình nhận được từ đó là nhận được từ đâu? Là nhận được từ cái gì nhỉ? Từ cái công việc mà nó có thu nhập, nó có cái này mà nay tiki hoshi tan kyoku ni hikui shioto ạ. Cái gì chưa 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 ai nói bật được à? Từ cái nơi mà có cái thu nhập mà mình cảm nhận, mình cảm giác được nó thấp, chứ không phải cái thù lao mà mình được đánh giá dựa trên năng lực của mình. Ừ, đấy, đúng không? Đấy, 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 đi đấy đấy. Đúng không? Thông thường là mình sẽ không thể nào mà có là mini scan này, nên là mình không nhận được cái gì hết từ cái số tiền mà mình nhận được từ cái nơi mà nó có cái mức độ có là cái tiền lương cao, đúng không? Nó chính là cái tề mố này này. Đúng không? Có làm dù tiền lương cao đến mấy nhưng mà tiền lương kia nó lại thấp, thì là cái số tiền mà mình nhận được từ đó là từ cái mức tiền thu lương lương mà toàn tiền ấy cao ấy, thì nó nhiều khả năng là nó cũng sẽ không vận vào người mình được, chẳng có ích gì cho mình được, mình cũng chẳng có làm gì được, nên đáp án của mình là mấy đấy lúc đấy. Ở đây các bạn được Ba chọn ba san thì là sai đúng không, là cái không phải là cái số, cái khó là cái mini chữ cự ấy. Mọi người mà không hiểu cái mini chữ cự là mọi người hiểu sai, nên là mọi người nghĩ luôn ra thành là cái mức độ thù lương thấp mà là cái mức thù lương là cao chứ đúng không, nó phải ngược lại không ạ. Đoạn bài này là bị lộn hai cái định nghĩa của hai cái gai teki với cả cái nai teki, nên là câu một câu hai sai hết vậy ạ. đúng rồi. Thì câu mọi người đang chọn ba mà Vâng. chọn ba thì nó cũng sai rồi. Ý chị nói là cái số tiền mà nhận được từ đó là nhận được từ cái việc mà lương cao ấy, lương cao nhưng mà lại làm sao mức độ thỏa mãn thấp ấy, thì là nó là cái đáp án bốn này đúng không, Bốn. nó chính là cái câu đằng trước này đúng không, là do dù lương cao nhưng mà tiền thù lao bên trong thấp thì mình cũng sẽ không nhận được cái gì từ đó cả, lương thì nhiều mấy nhưng mà bị ghét hoặc là gì gì đấy, hoặc là không thấy thỏa mãn rồi không thấy sung sướng thì cũng chẳng làm được gì kiểu vậy ấy. Nên nói mình là bốn chuẩn chưa ạ. Ô, sao không kéo được này, đâu rồi máy, đâu rồi, mọi người có nghe thấy em không đấy? Có nghe thấy. Sao cái máy đâu rồi? À đây rồi. Nên đáp án của mình là 4 nhá. Là cái số tiền ở cái công việc mà thù lao cao nhưng mà lại không làm sao đáp ứng được cái mức độ thỏa mãn của mình, thì là cái số tiền nhận được từ đó nó cũng không có mini ca này.
Rồi đến quay trở lại đến ai nhỉ? Ví dụ à thôi cái người bạn của tôi ấy là cái người mà đã duy trì công việc Arubaito khoảng 10 năm ở bộ phận biên tập. À, tôi có người bộ phận biên à, bạn trong số những Rồi. bạn bạn của tôi thì có người đã duy trì công việc Arubaito khoảng chục năm ở bộ phận biên tập. Đúng rồi, ní đúng Thì không? Cộng với y đự. Đấy thì cái kiểu mà ní y đự với lại ní a đự là một cái cách hành văn mà dùng rất là nhiều luôn. Đấy thì mình cứ nhìn thấy ní phát, mình thấy y đự phát là mình biết ngay là trong số những người bạn của tôi có người liên tục làm cái Arubaito đấy trong suốt 10 năm tiếp. so với xe dạ in thì cái mức lương so với xe dạ in thì thấp à, thì nhỉ, cái tiền mà tay súc cự này tiền thưởng Tuy nhiên thì là được xét xử thưởng hay là tiền thử việc. à thì thấp này, và ngoài ra thì tiền thưởng và tiền tay súc cực kim thì hầu như là không có. Một chi đông đấy không phải hầu như. Đương nhiên là không có. Đúng rồi. Chính xác. Tuy nhiên Tuy nhiên. thì cái đoạn này nó bị có bị nhập hay ta Tuy à, nhiên. sao cái đoạn này nó bị Bị sao em? cái máy của em sao đây? À, đây được. À, tuy nhiên thì cái người bạn đó sau đó đã làm công việc mà free free time kiểu free time Ừ, đó. Thì thì anh ấy đã nhận được cái mức thù lao mà nhiều và xa hơn so với cái so với xe xạ in ừ. thì Trong 10 năm làm thêm đó, anh đấy đã tích lũy được kỹ năng. là gì đấy chứ nó đấy à. Còn em chụp ảnh hơi khó nhỉ, để mình trên đèn cô đi. Xe đi, đi hai cái bát. Cô ấy, sân đây, sân. À, kia gì nhỉ? Cái thù lao mà xa ní là có khả năng kia thù lao bên ngoài nó đã liên liên sân đây, tức nó gắn liền với cái mức thù lao bên thù lao bên trong nó đã gắn liền với mức thù lao bên ngoài, là cái việc là nhà mở rộng mối quan mở rộng cái nội dung công việc này, hay là xây dựng được nhiều mối quan hệ và tiếp thu được ở nhiều kỹ năng trong vòng 10 năm làm Arubaito. Ừ, nói chung hiểu ý rồi, nhưng mà dịch kỹ hơn một tí này là cái ha được cạn ý này nó không phải là xa, nó cũng là xa thật nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái tính từ ở đằng sau. Nó sẽ có một số các cái phó từ như là kết 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 cồ này, hoặc là kết kiêu cự này, rồi gì gì đó đi với cái tính từ đằng sau này thì nó đều một cái nghĩa là rất xa, rất nhiều, rất ít, rất gì đó để nhấn mạnh cái mức độ của cái tính từ đằng sau thôi. Nên là ví dụ như là haru ka ni oi là rất là nhiều, có là nhiều hơn so với mình nghĩ là cái có cái free ở đây là freelancer ấy, là cái người bạn của tôi sau khi mà làm freelancer thì là đã nhận được cái mức thù lao lớn hơn rất là nhiều so với lại nhân viên chính thức này. Cái từ mini tsuke này ở đây, mini tsuke này, xong là jinmyaku, cái này đọc là gì hôm trước vừa học rồi là gì? Sky Gì gì nuôi cái đất này vừa học ở cái bài số 9 hôm trước này đấy mọi người, nuôi sky đây này, phải chữ không phải nhìn thấy chưa, tsuchi cao đúng không? Đúng rồi, chi cao là gì, nghĩa là gì ạ? Cái là đấy nuôi dưỡng đúng rồi, nuôi gôi của N1 đấy nhá cả nhà, đã từng thi trong GPT đấy đúng nhỉ? Được chưa? Thì là sẽ là bù đắp, nó sẽ là xây dựng. bồi đắp, bồi đắp xây dựng, rồi cái gì mắc cự đây là cái Quan mối quan hệ giữa con người với con người, là mối quan hệ công việc đấy, bồi dưỡng được cái mối quan hệ này, rồi học tập được cái kỹ thuật, rồi mở rộng được cái công việc đó đúng không? Sau đó lại có cái từ masa ní này em chưa dịch được. Masa ní này là gì? Masa ní này cái chữ Hán của nó chính là cái chữ, Chính xác à? đúng rồi, Chính cái xác chữ chính xác đấy, masa ní chính xác là đúng không? Thư nan ở đây là musun de, là nó đã kết nối với cái từ đây là tạo, cái từ mi ở đây là nghĩa là quả, quả hay còn gọi là gì, đã gọi là gì, tu thành chánh quả hay còn gọi
là kết nối được với thành quả ấy. Cái thù lao bên trong thì nó đã được kết nối với cái thù lao bên ngoài. Cái từ nô đế a được ở đây nó chính là quả đúng là, đúng không? Quả đúng là như thế, tại vì giải thích lý do mà, hoặc là để biện luận cho cái ý của mình thôi. Đấy, ok chưa? Nốt câu nữa đi cho nó hết cái đoạn đấy. Là gì đây? Dạ. Nếu mà không mà đạt được cái thù lao trong si tên để tu tập được cách sự so với mức lương gì cả thì cái kết quả tu cô khi cô với tên này tu cô nếu mà không mà đạt được cái trong thù lao trong si tên quan điểm trong si tên là góc nhìn quan điểm thôi, dài hạn, đúng rồi, đế ở đây là trong phạm vi thôi. Tu ta tự là tổng hợp. Các sự này là gì nào? Các sự này là và. Và tu ta tự là tổng của tất tổng. Cả bao gồm là cái việc man dốc cự trong trái tim. Mức độ thỏa mãn, hài lòng. Còn đây là yori. So với cái mức đo lường, mức lương, giá trị của lương trong ngắn gì cả kiểu ngắn hạn như kiểu sao gì cả là giá trị của một giờ, một tiền lương em được 100.000 hay em được 200.000 hay em được 1 triệu một giờ ấy, là lương theo giờ, đúng rồi, có nghĩa là so với cái việc tính toán số lương bằng cái số tiền lương tính theo giờ ấy, tức là hoặc là giá trị theo thời gian ấy, thì là làm sao thì cái cục cự thì cuối cùng thì cũng không thể nào mà tăng lương lên được. Kyūryō wa fuete ikanai no da to omo, đúng rồi. Có là nếu như mà mình không nhận được cái mức độ thù lao mà nếu như mà mình không nhận được cái mức độ thù lao mà với cái góc nhìn lâu dài cũng như là trên cái góc độ gọi là tổng quan bao gồm cả cái mức độ hài lòng thỏa mãn của mình, đúng không? Thì là làm sao cái thì là kết cục thì cái mức độ tiền lương nó cũng sẽ làm sao? Tiền lương của mình nó cũng sẽ không thể nào tăng lên được. Tại vì nó là cái sự tổng hòa và giao hòa và tính trên trường hợp là lâu dài ấy. Tại vì nó lấy cái ví dụ ở trên là cái ông này mức đầu lương ông ấy thấp nhưng mà sau này ông ấy mối quan hệ ông ấy nhiều thì ông ấy lương cao hơn rất là nhiều so với những cái người mà ngày xưa, so với cái mức tiền lương mà ông ấy làm nhân viên chính thức, đúng không? Thế nên là mình phải nhìn cái góc độ lâu dài ấy, là ý như thế đấy. Nó đưa cái ví dụ của cái ông Arubaito này để nó nói cho cái câu này này, là thay vì là cứ tính toán cái số tiền lương theo giờ như thế thì là mình phải nhìn theo cái gì, góc nhìn lâu dài rồi tổng thể tổng quan. Còn nếu như mà mình không nhìn theo cái mức độ tổng quan tổng quát lâu dài như thế toranai, đúng không, thì là rốt cuộc tiền lương của mình nó cũng sẽ không tăng đâu, tôi cho rằng là như thế. Rồi vậy câu 3 là gì đấy, là masani, vậy cái đôi yêu của tôi cả thì cái câu này thì ra thì dễ rồi, câu này là mọi người chọn 3 không, thế mà vẫn sai, sai hết luôn này. Mọi người chọn 2 hết à? Chọn 2. 2 xem nào. Shigoto ni narete hayaku katazukeru you ni nari. Haruka ni oi rồi mà lại còn onaji. Trời đất ơi. Cái onaji này có phải không cả nhà? Có phải là ông ấy nhận được cái tiền lương giống như tiền lương xe đồng nghiệp không? Ông ấy haruka ni oi mà. Cô hình như là cái câu của cô bị sai, đáp án của em là đáp án 2 là C cho càng da tạt C càng ngố em, đúng rồi, mà cô đấy thì có cái si vô tội, đúng rồi. À thế à, thế cô men đấy, trong cái file ở trong à, thế thì cô men nhá, thế thì đúng rồi đấy, mọi người chọn đúng rồi nhá, đúng rồi, bọn em làm là C cho càng da, ok thế thì ok xin lỗi cả nhà, thế là mọi người chọn đúng rồi, lại tưởng sai cái gì thôi, hơi buồn. Câu bốn là mấy ạ? Câu bốn thì là bốn chính xác rồi, đúng không? Câu bốn thì là chính xác rồi. Rồi đúng rồi nên không chữa nữa nhá.